Tắt điện thoại di động và các loại máy thu phát sóng. Họ chuyển sang chế độ sử dụng chip máy cho đến khi có thể rời khỏi máy. Thực khách vui lòng để hành lý xếp tay xuống dưới ghế phía trước hoặc trong quan tài hành lý phía trên. Không để hành lý trong lối đi và khu vực cửa thoát hiểm. Các thiết bị điện tử xách tay khi không sử dụng phải được cất trong quan tài hành lý phía trên và trong túi ghế phía trước trong thời đoạn máy bay đang lặn và đang lặn. Thực khách không có mở cửa máy không yêu cầu bảo vệ. Ladies and gentlemen, for security reasons, mobile phones and receiver, transmitter devices must be switched off. On the two flyboats, set in this purpose. Please make sure that all your baggage is under the seat in front of you on the time of the day. And packages must be put through the aisle of emergency access. For the emergency equipment, which shall not be used, must be stored no hand lockers. Following the seat focus in front of you during taxi, takeoff and landing. You are addressed to the doctor by the airport without the attendant's requirements. Thank you. Until it fits comfortably. To loosen it, pull.
pull back the release catch and adjust the buckle end. To unfasten it, lift the metal tab of the buckle. For your own safety, we recommend that you keep your seatbelt fastened throughout the flight. Belts and extensions are available if required. Please ask your cabin crew. Áp suất trong máy bay bị giảm, mặt nạ dưỡng khí sẽ tự động rơi xuống từ trần khoang khách và trong phòng vệ sinh. Quý khách giữ nguyên vị trí của mình, kéo và gật mạnh mặt nạ gần nhất để có dưỡng khí. Đặt mặt nạ lên mũi và miệng, thở bình thường, choàng dây qua đầu và siết chặt dây giữ mặt nạ. Quý khách đeo mặt nạ cho người trước, sau đó trợ giúp trẻ em hoặc khách đi cùng. If the cabin pressure of this aircraft fails, oxygen masks in cabin and toilets will drop automatically from the ceiling. Please remain in your seat, reach up and firmly pull the mask down to activate the oxygen flow. Place the mask over your nose and mouth and breathe normally while securing the elastic band around your head. Only when your mask is secure should you assist children or fellow passengers. Trong khoang khách có 8 cửa thoát hiểm, 2 cửa phía trước, 4 cửa ở giữa và 2 cửa phía sau. Trên trần, tại mỗi khu vực có cửa thoát hiểm và tại mỗi cửa thoát hiểm đều có các đèn bảng hiệu lối thoát hiểm. Quý khách vui lòng chú ý cửa thoát hiểm gần nhất đối với mình. In the cabin, there are 4 emergency exits on each side of the aircraft. 2 at the front, 4 in the middle, and 2 at the rear. There are exit light signs located in the ceiling at each exit area and door frame. Please take a few seconds to familiarize yourself with the nearest exit. Trong trường hợp khẩn cấp, hệ thống đèn thoát hiểm sẽ bật sáng để dẫn quý khách tới cửa thoát hiểm. In the event of emergency, the escape path marking lights will come on to guide you to the exits. Máy bay có trang bị áo phao cho quý khách sử dụng khi phải hạ cánh khẩn cấp xuống biển. Áo phao được để trong túi phía dưới ghế hoặc ngăn chứa bên cạnh ghế. Sử dụng bằng cách lấy áo ra khỏi bọc, mặc áo tròn qua đầu, thắt chặt dây áo quanh eo. Quý khách không được làm thùng áo phía trong máy bay. Tại cửa thoát hiểm, quý khách làm thùng áo bằng cách giật mạnh thẻ đỏ hoặc thổi vào miệng van. Trên áo phao có đèn và còi để gây sự chú ý trong việc cứu nạn. Trên máy bay có sẵn áo phao dành riêng cho trẻ em. There is a life jacket stored in a pouch underneath or between the seats. In case of water evacuation, remove the life jacket from the pouch, put it over your head, and secure the tapes firmly around your waist. This means dành thời gian đọc kỹ bảng hướng dẫn an toàn được đặt trong túi ghế phía trước. Please study the safety instruction card located in the seat pocket in front of you for more details. Xin chào quý khách, thay mặt cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam về Việt Liên minh hàng không kế tìm, cơ trưởng Giang Nam, tiếp viên trưởng Kim Lan và Thanh Đoàn xin hân hạnh chào đón quý khách trên máy bay Airbus A321, chuyến bay mang số hiệu VN921 chặn đường bay từ Vientiane đi Phnom Penh. Thời gian bay dự định là 1:10. Xin cảm ơn và kính chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp. Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of Vietnam Airlines, members, Cardium Alliance, Captain Sanam, Professor Kim Lan and auction members, we'd like to welcome you on board our Airbus 321, flight number VN921, from Vientiane to Phnom Penh. Our estimated flight time to Phnom Penh is 1 hour and 10 minutes. Thank you and enjoy your flight. Cabin crew, check cabin and get ready for takeoff. Take a seat for takeoff. Thank you.
nào độ cao thì hạ cánh, quý khách vui lòng trở về chỗ ngồi. Sự tăng lưng ghế các bạn cài trên toàn và bật tập che cửa sổ. Vì lý do an toàn, quý khách vui lòng hạn chế sử dụng phòng vệ sinh từ lúc này. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, we are now starting our descent. Would you please retain your seat and ensure that your seat by the boy. Your tray will secure your seat will fasten and with a tray open. For security, please refrain from using level 3 from now on. Thank you. Cabin crew, check cabin and galley for lining. Thưa quý khách, xin quý khách tiếp tục đi thành phố Hồ Chí Minh lưu ý. Sau khi máy bay hạ cánh, quý khách vui lòng xuống máy bay và mang theo tất cả hành lý sách tay vào phòng đợi. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, this announcement for passengers continue your journey to Hồ Chí Minh City. After landing, you should disembark the aircraft with all your luggage with you. Thank you. Cabin crew 10,000.
trên toàn đường cài chặt ghế thẳng đứng cài bắt phía trước và mở tấm tre cửa sổ. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, we shall be landing shortly. Please ensure that your seatbelt is upright. Your tray will secure your seatbelt fasten every day tray open. Thank you. Go, mid-row a bit seated for landing.